khỏe số 9 cùng Phương Châu Sóc Trăng. Lời nói đầu tiên thì Thảo Ngân xin phép được thay mặt ban tổ chức của chương trình kính gửi đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc quý vị khán giả của chúng ta sẽ thật là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình của mình ạ. Quý vị khán giả thân mến, khi đến với chương trình tư vấn trực tuyến sổ tay sức khỏe cùng Phương Châu thì quý vị khán giả của chúng ta sẽ có cơ hội được tiếp cận một chuỗi kiến thức với đầy đủ những thông tin hữu ích được kết hợp bởi nhiều chuyên khoa như sản phụ, nhi và đa khoa. Từ đó sẽ giúp cho các gia đình của chúng ta sẽ có thêm thật nhiều những kiến thức và thông tin để có thể chăm sóc gia đình mình một cách tốt nhất ạ. Và không để quý vị khán giả chờ lâu, chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị khán giả một chủ đề được rất là nhiều gia đình quan tâm, đặc biệt là chị em phụ nữ. Chủ đề được mang tên u xơ tử cung hiểu đúng để chủ động phòng ngừa và điều trị sớm. Và đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay thì Thảo Ngân xin trân trọng được giới thiệu bác sĩ Thạch Ngọc Bích, hiện đang công tác tại khoa sản phụ tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng. Dạ, dạ. Cảm ơn MC. Dạ. Chào quý khán giả, tôi là bác sĩ Bích, hiện đang công tác tại khoa phụ sản Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng. Dạ, vâng ạ, thì lời nói đầu tiên Thảo Ngân cũng xin phép được thay mặt ban tổ chức của chương trình là rất cảm ơn bác sĩ Bích đã nhận lời và đến tham gia chương trình trong buổi tối ngày hôm nay để có thể chia sẻ những thông tin rất là hữu ích đến cho quý vị khán giả. Dạ. Và quý vị khán giả thân mến, thì trong quá trình diễn ra chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì có các khi nào mà các gia đình, quý gia đình của chúng ta có các ý kiến cần trao đổi trực tiếp với bác sĩ thì chúng ta có thể để lại comment bên dưới và cũng đừng quên chia sẻ thông tin hữu ích này đến với người thân và bạn bè của chúng ta để chương trình có thể nhận thêm được nhiều những câu hỏi thật là hữu ích trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Quý khán giả thân mến, thì hiện nay u xơ tử cung là một bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ và ở mọi lứa tuổi. Phần lớn bệnh lý này không có triệu chứng nhưng lại phát triển âm thầm và chỉ phát hiện qua thăm khám định kỳ như là khám phụ khoa, siêu âm. Và khi kích thước khối u tăng dần theo thời gian thì có thể gây ra các biến chứng như là đau bụng, rong kinh, chèn ép lên các cơ quan lân cận, gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày của người phụ nữ. Về sức khỏe và đặc biệt là về biến chứng của sinh sản. Chính vì vậy, việc nhận biết sớm về bệnh lý u xơ tử cung sẽ giúp người bệnh chủ động hơn trong việc điều trị và ngăn ngừa được những biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe. Dạ, vậy thì bác sĩ Bích có thể chia sẻ cho Thảo Ngân và cũng như quý vị khán giả được biết là u xơ tử cung là gì và các vị trí có thể phát triển khối u xơ tử cung không ạ? Dạ, em xin kính mời bác sĩ Bích chia sẻ thông tin này đến quý vị khán giả. Dạ, cảm ơn em. Cái u xơ tử cung á thường trực từ trong chuyên ngành hay nói là u xơ tử cung, nhân xơ tử cung. Nhưng mà thực tế hay dân gian mình hay gọi là ở trong cái tử cung của tôi là có một cái cục bú hoặc là có cục u xơ hay cục thịt dư đó. Nôm na là chung quy thì hay mình hay gọi là cái nhân xơ tử cung. Vậy nhân xơ tử cung là làm sao? Mình gặp nhân xơ tử cung nó đáng sợ hay không? Nó có nguy hiểm hay không? Thì mình hình dung thôi, nhân xơ tử cung là nó xuất hiện cái nhân xơ là nó ở trong cái dạ con của mình á, chỗ mình sanh em bé đó. Mình hình dung cái dạ con của mình là gồm những cái tay như vậy ha, cái hình thành cái các sợi cơ tử cung, mỗi cái ngón tay là mỗi sợi cơ tử cung. Nhưng mà khi mà nó phát triển, nó em bé mình là sanh ở trong cái tay nè ha, là khi mà vì một lý do nào đó mà có một ngón tay nó phình to lên thì tạo nên thành cái cục nhân xơ hoặc là nhân xơ tử cung, hoặc là một nhóm cơ đi chăng nữa thì tạo nên một cục to như vậy hoặc là nhân xơ tử cung. Nhân xơ tử cung nó là một, có thể rất là nhiều vị trí, nó mọc trong lòng tử cung, trong cơ tử cung, hoặc là nó sẽ nằm bên ngoài dưới thân mạc tử cung. Tùy vì mỗi vị trí nó sẽ làm cho người mình bị bệnh á, bị mắc nhân xơ á, thể cảm nhận cái triệu chứng khác nhau. Bình thường mình ít khi nào mình biết là bản thân mình có u xơ lắm. Khi nào mình đi khám hoặc là mình đi tầm soát sức khỏe, hoặc là khi mình có một cái triệu chứng nào đó, triệu chứng có thể làm cho mình khó chịu, mình mới đi khám. Khi khám bác sĩ, gặp bác sĩ siêu âm ra thấy chị có cục nhân xơ, và khi đó nó to rồi. Cơ bản là nhân xơ là như vậy. Bác sĩ Bích ơi, vậy thì cái u xơ tử cung này á, thì nó có thể là nằm ở các vị trí như thế nào hả bác? Về nhân xơ nó rất là nhiều vị trí ha. Theo y khoa người ta chia theo cái FIGO 2011 ấy, là có tới 7 vị trí là ha. Nhưng mà như là trong lòng tử cung này,
một phần dưới niêm nè, một phần trong cơ nè, hoặc là nằm hoàn toàn trong cơ tử cung, hoặc là nằm nó xích ra ngoài xíu, nó dưới thanh mạc, hoặc là nó nằm ra ngoài luôn, nó có một cái cuốn nó nuôi cái cục nhân sơ đó. Thì tùy mỗi vị trí, giống như bác nói hồi nãy, tùy mỗi vị trí thì nó sẽ làm cho mình có các triệu chứng khác nhau. Ví dụ như là cái triệu chứng mà hay gặp nhất, mình dễ bị á, là cái nhân sơ nó mọc ở trong cái lòng tử cung hay là dưới niêm mạc. Và khi như vậy là khi nó sẽ làm cho mình dễ bị rong kinh, rong huyết. Tới ngày kinh rồi, tính ra là mình phải hết kinh, nhưng mà thực tế nó vẫn cứ còn kéo hoài. Đến nỗi một thời điểm nào đó mình mất nhiều máu, mình mới đi khám thì cái cục nhân sơ đó nó đã khá là to. Xin cảm ơn bác sĩ Bích với những thông tin chia sẻ vừa rồi ạ. Vậy thì tiếp theo chương trình thì bác sĩ Bích có thể chia sẻ thêm cho quý khán giả được chương trình được biết là nguyên nhân nào dẫn đến hình thành u sơ tử cung không ạ? Dạ em xin kính mời bác sĩ Bích ạ. Cảm ơn câu hỏi của em. Về nguyên nhân để hình thành nhân sơ á, tới thời điểm hiện tại á, thì chưa có quan điểm nào đưa ra thống nhất hết. Nhưng mà chủ yếu chúng ta lập luận dựa trên cái cơ chế của cái nội tiết của người phụ nữ. Theo quý chị tự nhận thấy đó, ví dụ trên cơ thể mình có nhân sơ á, là cứ mỗi đến giữa chu kỳ kinh hoặc là sắp hành kinh á, là cái bụng mình nó đau đau, nó ê ê, nó có liên quan tới cái chu kỳ kinh. Có nghĩa là theo y khoa anh nghiên cứu ra á, là cứ theo sự thay đổi của estrogen và progesterone khi mà chu kỳ kinh nguyệt của mình thay đổi á, thì cái nhân sơ nó sẽ tác động và nó sẽ tỏ lên. Như vậy tại sao là có trong cơ tử cung mình nó có nhiều sợi cơ đi, nhưng mà sao chỉ có chỗ đó nó to mà chỗ khác nó không to? Đó là do nhầm người, nhầm người cái nội tiết của họ không có điều, nhưng khi nó thái quá lên, thái vượt lên cao thì cái nhân sơ nó đáp ứng tốt thì nó sẽ to lên. Hình dung mình giống như mình trồng cây á, mình cầm một cái nắm phân mình rải đi, mình đâu phải rải đều đâu, chỗ nào mà nhận được nhiều phân thì chỗ đó nó cày luôn, nó sẽ tốt, nó vượt cao hơn so với những chỗ khác. Thì cục nhân sơ nó cũng tương tự như vậy. Dạ rồi, Thảo Ngân xin cảm ơn những giải đáp rất là chi tiết của bác sĩ Bích. Dạ vậy thì qua phần giải đáp vừa rồi của bác sĩ Bích thì chúng ta có thể là phần nào hiểu được là u sơ tử cung là gì và cũng như là nguyên nhân dẫn đến hình thành u sơ tử cung. Vậy thì tiếp tục chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì Thảo Ngân xin kính mời bác sĩ Bích có thể chia sẻ cho Thảo Ngân và cũng như quý vị khán giả đang xem chương trình được biết là triệu chứng của bệnh u sơ tử cung là gì và làm thế nào để bác sĩ có thể chẩn đoán được đó là bệnh u sơ tử cung ạ. Cảm ơn câu hỏi của MC. Về triệu chứng của u sơ tử cung thì thường nó liên quan tới chị em phụ nữ mình tự nhận biết nhất. Bình thường giống như bác nói hồi nãy, ít khi nào mình biết là cơ thể mình có cục nhân sơ, mình cũng khó nhận biết khi nào nó to vậy lắm, hoặc nó có các biến chứng làm cho mình khó chịu á, thì khi đó nó mới biết là cái cục nhân sơ nó to. Nhưng mà một số triệu chứng hay gặp ở chị em, một là đau, nó đau thì tự nhiên thấy cái bụng ê ê, đi siêu âm ra cục nhân sơ. Hai nữa là có khi là cái kinh nguyệt của mình á, nó bị rối loạn. Bình thường là tới ngày 28 tôi hành kinh 3-4 ngày hết trơn, ngày sạch kinh nè, nhưng mà sao mà hành kinh cả tuần vẫn chưa hết mà ra máu nó tươi nữa, có khi đau nữa. Đó là do cái giống như cái trường hợp bác nói hồi nãy đó, là cái cục nhân sơ nó nằm trong lòng tử cung, nó gây rong kinh kéo dài. Một số triệu chứng khác nữa chẳng hạn như là có viêm nhiễm kèm theo, là mình biết đó là cái hành kinh nó ra máu, xong nó cũng là một cái môi trường thuận lợi tạo nên sự viêm nhiễm, hay gặp thôi. Còn khi mà nhân sơ của mấy chị to lên mà nó gây biến chứng rồi đó là hay gặp nữa, là biến chứng đến các cơ quan khác. Ví dụ nhân sơ của mình nó nằm ở phía trước, về mặt trước cái tử cung của mình, mà có phía trước và phía sau. Phía trước là cái bàng quang, phía sau là cái trực tràng. Khi mà nhân sơ của mấy chị to lên mà nó đè lên cái bàng quang thì sao? Nó sẽ gây cho mấy chị có cái triệu chứng trên đường đi tiểu của mình á, đường tiết niệu á, là hay bị tiểu nè, tiểu lắc nhắc nè, tiểu xong mình có cảm giác tiểu không sạch. Hai nữa là có thi là tự nhiên mình có thể tự rờ được một cái cục gì đó nó ở dưới xương khu mình á, đụng vào nó cứng, hoặc nặng hơn nữa là có thể mấy chị bị bí tiểu luôn.
bác cũng gặp mấy trường hợp như vậy to này. Mình ở trong mình không dám đi khám không biết sao, tới chừng mà to lên nó đè lên đường tiểu không đi tiểu được, cái càng quan nó căng đầy như vậy nè, bí tiểu phải vô bệnh viện thông tiểu giải áp, rồi bác sĩ xong giải quyết xong mới đi siêu âm ra cái cục nhân sơ nó to như trái banh vậy đó. Ha, nhân sơ rồi triệu chứng hay gặp nữa là của nhân sơ to là nó ở mặt sau á, nó đè lên cái phần trực tràng, cái phần mình đi cầu á, đè lên nó mình hình dung cái trực tràng nó phía dưới mà nhân sơ nó đè lên thì sao, nó đè xẹp cái ống trực tràng thì không đi cầu được, không đi cầu đường thì nó táo bón nhiều lần kéo dài, có thể đau nữa. Rồi trường hợp những mà nhân sơ nó to quá, nó to mà đến một giai đoạn nào đó ở trong nó thiếu máu nuôi thì sao, nó thoái quá, để thoái quá thì nó sẽ thoái quá nó sẽ làm cho mấy chị đau. Và những các triệu chứng hay gặp. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi từ bác sĩ Bích. Thì cũng như bác sĩ Bích đã chia sẻ với chúng ta thì là có một số triệu chứng mà các chị em phụ nữ mình có thể lưu ý để có thể thăm khám sớm, ví dụ như là đau bụng, rong kinh và viêm nhiễm kèm theo trong tức thì hành kinh ạ. Vậy thì hiện tại thì lượng câu hỏi gửi về cho chương trình thì cũng đã khá là nhiều rồi. Thảo Ngân xin phép được đọc một số câu hỏi khán giả gửi về cho bác sĩ Bích giải đáp ạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên thì đến từ một khách hàng có tên là Mai. Thì chị có câu hỏi như sau, thì là u sơ tử cung có khả năng chuyển thành ung thư không ạ bác sĩ? Dạ, em xin kính mời bác sĩ Bích ạ. U sơ có chuyển thành ung thư hay không? Dạ, cảm ơn câu hỏi của em. U sơ có ung thư không? Nó có ác không? Cái này mình quan tâm nhiều nhất. Tự nhiên đi khám bác ơi có cục, tự nhiên có cục u trong đó, nghe nói mấy có chị gần nhà nó bị nhảy đó, rồi nói bị ung thư rồi bả nguy hiểm tính mạng đó. Nó có sao không? Rồi trường hợp của mình nó u sơ gì có sao không? Mấy chị đừng có lo lắng ha, u sơ tỷ lệ ác tính thấp lắm, chưa tới 1% ha, và hầu như là nó lành tính ha, nó chỉ là đơn giản là sự to lên của cơ tử cung mình thôi, chứ không phải là một cái tế bào ung thư nó âm thầm nó nảy mầm trong đó ha, nên đừng có lo lắng chỗ này ha. Và tốt nhất khi mà mình biết cơ thể mình có một cục u á, thì mấy anh chị đừng có lo lắng gì hết, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa liên quan tới vấn đề mà u sơ của chị và uy tín, cho đó người ta sẽ tư vấn kỹ lưỡng nguy cơ của mình như thế nào, kích thước khối u nó có sao hay không, để mình đỡ lo lắng. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ rồi, thì tiếp theo có một câu hỏi đến từ khách hàng tên là Băng Thiên. Thì khách hàng có câu hỏi như sau là: chào bác sĩ, em mổ u sơ tử cung hôm ngày 6 tháng 10 năm 2023. Em thấy ra chút máu, sau 2 ngày mổ là sạch, không phải dùng băng. Đến ngày 16 tháng 10 em lại thấy máu và dùng băng hàng ngày. Đến nay thì là vẫn ra máu. Khi đi vệ sinh có quặn đau bụng dưới, đi tiểu hơi tức. Bác sĩ giải đáp giúp em với. Em cảm ơn bác. Dạ, em xin mời bác sĩ Bích giải đáp ạ. Cảm ơn câu hỏi của em. Em khá là nhiều triệu chứng, bác nói lại chút xíu ha. Và tới thời điểm bây giờ em vẫn còn ra máu ha. Rồi. Trong trường hợp của em á, là em mổ u sơ. Là em mổ là mổ hở hay mổ nội soi? Và u sơ là người ta làm gì cho mình? Dù trường hợp u sơ người ta có thấy cắt tử cung hoặc là người ta mổ, họ đã bóc. Như vậy cái đầu tiên em là em bóc u sơ, ví dụ đó có trường hợp là em bóc u sơ đi và nó không có liên quan tới nội mạc của mình á, thì tới 2 tuần này thì mình có nghĩ là mình coi cái thời điểm này là có phải mình ngay cái thời gian mình hành kinh hay không, là thứ nhất ha. Rồi hai nữa, nếu như mà thời điểm hành kinh mà vẫn còn ra máu á, tới bây giờ là coi chừng có vấn đề ha, bạn nên đi gặp bác sĩ một lần ha. Rồi thứ hai nữa là em có triệu chứng trên đường tiết niệu trên đường tiết niệu nãy là nó là tiểu rồi. Dạ, để em xem. Dạ rồi, khách hàng nói là khi đi vệ sinh có quặn đau bụng dưới thì đi tiểu thì là hơi tức. Hơi tức khi đi tiểu cái này có thể là em có viêm nhiễm kèm theo ở trong đường âm đạo hoặc là trong cái đường nó dây ngược lên trên cái đường tiểu của mình á ha,
Như vậy thì theo bác khuyên theo bác khuyên em nên đi tái khám lại ha, để bác sĩ kiểm tra coi chỗ vết mổ của mình như thế nào ha. Rồi hai nữa là cái vấn đề mà em ra máu đó, nó có liên quan tới chu kỳ kinh nguyệt hay không, và nó có liên quan tới vấn đề phẫu thuật của mình hay không. Và thứ ba nữa là bác sĩ sẽ kiểm tra cái vấn đề mà đi tiểu của em nó bị ảnh hưởng. Cảm ơn câu hỏi của em nha. Dạ rồi. Dạ, tiếp theo thì có một câu hỏi đến từ là bạn Lam. Thì bạn có câu hỏi như sau là: bác sĩ ơi, em dạo gần đây có cảm thấy rất khó chịu, như là đau vùng chậu, tiểu khó, đôi khi là bí tiểu, táo bón. Những dấu hiệu này thì có liên quan gì đến bệnh u xơ tử cung không ạ? Dạ, em xin kính mời bác sĩ Bích giải đáp ạ. Ok. Rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Làm như các triệu chứng mà em vừa kể đó, nó giống như các triệu chứng mà bác vừa mới nói kể là trên các triệu chứng của u xơ tử cung. Ha, em có đau nè, em có kèm bí tiểu và em còn táo bón nữa. Em tự kiểm tra trên cái tự sờ bụng của mình này, có gì lạ không? Ha, rồi hai nữa là em kiểm tra coi thời gian gần đây vấn đề nghỉ ngơi sinh hoạt của mình nó có thay đổi gì không, chế độ ăn của mình có bị kiêng khem quá hay không. Nha, nếu như mà em đã thấy là chế độ ăn uống của em hoàn toàn bình thường nhưng mà tại sao lại các xuất hiện các triệu chứng này, thì coi chừng nha. Coi chừng là có thể mình có một cái vấn đề nào đó bất thường ở dưới tiểu khung của mình ở dưới chỗ mà sau xương khu á, gọi là vùng chậu đó, có thể có u xơ chẳng hạn, hoặc là một cái bất thường nào đó nó làm cho em xuất hiện các triệu chứng đó ha. Em nên đi gặp bác sĩ để kiểm tra lại em nhé. Dạ rồi, em cảm ơn bác sĩ Bích. Dạ thì tiếp theo có một câu hỏi là đến từ khách hàng tên là Linh. Thì khách hàng có câu hỏi như sau, thì là hiện tại em đang mang bầu và được chẩn đoán bị u xơ tử cung, em lo lắng sẽ ảnh hưởng đến bé lắm, bác sĩ cho em xin lời khuyên là phải chăm sóc thai kỳ trong thời gian này như thế nào ạ? Dạ em xin kính mời bác sĩ Bích giải đáp ạ. Rồi, cảm ơn câu hỏi của em. Đây là một cái câu hỏi rất hay ha. Vừa có u xơ mà có được em bé nữa. Rồi, có u xơ mà có em bé nó có sao không? Như vậy là phải đặt vấn đề là bầu của em nay lớn chưa? Mấy tuần rồi? Nếu như những u xơ nhỏ, em bé mình to thế sao? Theo dõi bình thường. Tuy nhiên em khi mà em đi gặp khám bác sĩ có nói với em là cái u xơ của em kích thước bao nhiêu không? Nó nằm ở đâu không? Nếu như những cục u xơ mà nó nằm từ trong cơ đến lòng tử cung ấy, hoặc là nó nằm gần em bé quá, gần cái bánh nhau quá đó, thì có thể là em bé mình sẽ bị ảnh hưởng chút đỉnh. Vấn đề là từ chỗ mà mình biết cái nhân sơ mà nó sơ không có gì hết trơn á, sơ là nó thiếu, sẽ thiếu máu nuôi. Như vậy những em bé có nhân sơ mà nhân sơ nó nằm dưới bánh nhau nữa thì sao, em bé mình sẽ bị ảnh hưởng. Có thể là em bé mình sẽ hơi ốm chút xíu. Còn những nhân sơ mà nó nhỏ mà nó nằm xa em bé, nó nằm bên ngoài tử cung, giống như trường hợp bác nói hồi nãy là từ dưới thanh mạc cho đến ngoài tử cung có cái cuốn ra ngoài đó, nó không ảnh hưởng gì em bé hết, mình cứ chăm sóc em bé bình thường nha. Và bây giờ giống như hiện tại nếu mà thai của em đã lớn rồi, em bé mình có thể phát triển tốt rồi, thì em cứ an tâm theo dõi em bé nha. Tuy nhiên có thể trong thời gian tới em sẽ gặp một số triệu chứng đau, đau của u xơ á, lâu lâu cái em thấy cái bụng ngay chỗ nhân xơ em biết, em rời ra được, có thể là em thấy nó chỗ đó lâu lâu cái nó hơi nhỏ xíu, lâu lâu nó hơi nhỏ xíu. Như vậy em sẽ có thể gặp thường xuyên trong quá trình mang thai. Và nữa là khi mà em gặp triệu chứng như vậy đó, em cũng đừng có sợ hay cũng đừng có chủ quan gì hết nha. Nếu như em gặp nó thường xuyên lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày thì coi chừng đó là một cái cơ ngọ tử cung chứ không phải đau do nhân sơ. Đau nhân sơ nó lâu lâu nó đau thoáng qua thôi. Còn nếu như mà em đau nhiều thì nên đi gặp bác sĩ sản để kiểm tra lại nhé. Cảm ơn câu hỏi của em. Dạ rồi. Tiếp theo thì có một câu hỏi đến từ khách hàng tên là Đặng Úc. Thì khách hàng có câu hỏi như sau là tôi đang bị đa nhân sơ, tôi đang bị đa nhân sơ tử cung thì có cần uống thuốc không ạ bác sĩ? Em xin kính mời bác sĩ Bích ạ. Có cần uống thuốc hay không? Cảm ơn câu hỏi của em. Cảm ơn câu hỏi của bạn Út ha. Rồi, đa nhân sơ có uống thuốc hay không?
À, như vậy phải đặt qua vấn đề là mong muốn của em là như thế nào. À, ví dụ em bị đa nhân sơ mà em không có biểu hiện triệu chứng gì hết, hoặc là em đã có đủ con rồi, thì cái hướng xử trí của em nó sẽ khác. À, còn nếu như em có nhân sơ mà em mong muốn có con thì cái hướng xử trí nó khác. Ha. Nhưng bác nói ha, về điều trị để nhân sơ tử cung ấy, có thể uống thuốc được. Ha. Còn hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại thuốc để điều trị u sơ tử cung. Ha. Nhưng thuốc này nó không làm cho cái nhân sơ của mình mất đi nha. Nó chỉ làm cho cái nhân sơ nó không to thêm thôi. À, bản chất nó là sẽ ức chế cái nội tiết của phụ nữ mình ấy. Nó không có cái không cho cái nội tiết nó vượt thái quá thì sao? Thì cái cục nhân sơ một phân nó vẫn như đây, hai ba phân vẫn như đây, nó không có to thêm. Nhưng mà đến một thời điểm nào đó em ngưng thuốc thì nhân sơ nó sẽ to lại theo cái quỹ đạo của nó hết. Ha. Như vậy em phải nhất đặt vấn đề là em có muốn có con nữa hay không? Ha. Nhân sơ của mình là kích thước to hay không? Nhiều hay không? Nằm ở đâu? Ha. Chẳng hạn như là nhân sơ của em nằm trong lòng tử cung, kích thước nó to, hoặc là nó nằm dưới niêm mạc mà em muốn có con, thì em phải đi gặp bác sĩ để bác sĩ có cách giải quyết cho em. Mục tiêu của em là em có để có con chứ không phải là em giải quyết vấn đề nhân sơ. Thì khi đó thì bác sĩ sẽ có cách để mà tư vấn ha, để em chọn lựa các phương pháp phù hợp với em. Ví dụ như là nhân sơ mà trong lòng tử cung đi, trong khi em mong muốn con 5-10 năm rồi mà không được, thì phải đặt vấn đề là coi chừng là cái nhân sơ đó nó nằm trong lòng tử cung, nó chón hết chỗ rồi, không có chỗ để em bé mình nó lớn, nó đậu thai trong đó. Thì coi chừng nhân sơ đây chính là cái quật cản. Đấy, mình hình dung trong một cái phòng vậy nè, mà cái cục nhân sơ nó chen hết trơn rồi, em bé nó đậu thai xong nó vô tới đó, trời ơi, đây hết chỗ nó đậu rồi sao, nó trôi ra chỗ khác là mình không có đậu thai được. À, như vậy phải đặt vấn đề nếu như em có nhân sơ ha, mong muốn của em là như thế nào, em có gặp triệu chứng gì trên nhân sơ hay không, em sẽ hay là nên đến gặp bác sĩ em nhé. Trường hợp của em là phải phân tích trên nhiều chiều hướng khác nhau ha. Dạ, cảm ơn câu hỏi của em. Thì tiếp theo chương trình thì là có một câu hỏi đến từ khách hàng tên là Hiền. Thì chị Hiền có câu hỏi gửi đến bác Bích như sau, thì là tôi vừa phát hiện mắc u sơ, tôi lo lắng không thể mang thai được vì tôi đã 40 tuổi, vừa mới kết hôn vẫn chưa có thai. Mong bác sĩ có thể tư vấn bệnh này có nguy hiểm và ảnh hưởng đến khả năng mang thai không ạ? Dạ, em xin kính mời bác sĩ Bích ạ. Cảm ơn câu hỏi của chị Hiền. Chị Hiền mới phát hiện u sơ và chị Hiền cũng mới lập gia đình nữa. Năm nay là chị Hiền 40 tuổi rồi. Trên trường hợp của mình á chị Hiền, chị Hiền thứ nhất á là lúc mà mình đi phát hiện u sơ á, bác sĩ có nói là cái nhân sơ mình nằm chỗ nào không? Cũng có thể là trùng quan điểm với câu hỏi của bạn hồi nãy đó. Nếu như nhân sơ của mình nó nằm liên quan tới vị trí của chỗ mà em bé đậu thai đó, thì chị nên đi gặp bác sĩ để được bác sĩ hướng dẫn. Có thể là trường hợp của mình chẳng hạn như nhân sơ nó nằm trong lòng tử cung, hình dung cái tử cung của mình nó vậy nè, mà nhân sơ nó mọc ở đây thì sao, đâu có chỗ để em bé đậu. Như vậy mình đến gặp bác sĩ để bác sĩ tiến hành một cái ca phẫu thuật nào đó cắt cái nhân sơ này ra. Một phần nó sẽ giải quyết được cái nhà ở cho em bé, và mình sẽ giải quyết được vấn đề em bé. Và vấn đề thứ hai nữa chị Hiền nên chú ý là năm nay chị Hiền 40 tuổi rồi mà muốn có con, nên vấn đề cấp bách là chị phải đi giải quyết vấn đề nhân sơ ngay. Mặc dù có biết là nhân sơ này nó là nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng mà hiếm muộn của mình hay không nha, trước mắt thì hãy đến đó để bác sĩ coi cái vị trí của nhân sơ, kích thước của nhân sơ trong tương lai gần nó có thể làm cho mình bị hiếm muộn, hay là nữa mình đậu thai rồi cái cục nhân sơ này nó choáng chỗ, nó đẩy em bé mình đi chỗ khác hay không, hoặc là nữa em bé mình lớn rồi cái cục nhân sơ này nó cản trở sự hấp thu chất dinh dưỡng từ em bé. Thì nên chị đi gặp bác sĩ để coi siêu âm kỹ coi cái cục nhân sơ đó như thế nào. Một ví dụ nữa, nếu mà cục nhân sơ của chị to đi
to nó choáng hết luôn. Và tính rơi một trường hợp là chị phải phẫu thuật. Là phẫu thuật. Trường hợp chị là chị có phẫu thuật là bóc u sơ thôi. À, như vậy chị phải tranh thủ mổ bóc u sơ ra. À, bóc nó ra rồi trong thời gian tầm khoảng tùy theo cái mong muốn của con của mình nữa. Ví dụ như chị 40 mà chị muốn có con sớm thì có thể xem xét tầm khoảng 6 tháng, 1 năm hoặc là 18 tháng để mình để bầu lại. Tại vì thời gian nó càng trì hoãn thì cái khả năng có em bé mình nó sẽ thấp đi. Ha. Cảm ơn câu hỏi của chị. Yeah. Yeah. Xin cảm ơn bác sĩ Bích. À, vậy thì để tiếp tục cho chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì Thảo Ngân xin kính mời bác sĩ Bích cũng như là chia sẻ đến quý vị khán giả trong buổi tối ngày hôm nay thì là u sơ tử cung có thể đưa đến các biến chứng nào và chúng ta có thể dùng thuốc để điều trị u sơ tử cung không ạ? Vậy em xin kính mời bác sĩ Bích. U sơ tử cung có biến chứng dùng thuốc có được hay không? Cái này nó rõ hơn một chút xíu là mình có u sơ to rồi, nó tạo nên một biến chứng rồi, à, mình uống thuốc để điều trị là điều trị nhân sơ hay là điều trị chứng nha. Ví dụ như khi mà u sơ mà tạo nên một cái biến chứng thì chắc chắn là mình phải giải quyết cái nguyên nhân gốc ngay, phải giải quyết cục nhân sơ đó ngay, tại vì nó gây biến chứng cho mình. Ví dụ trong trường hợp mà bí tiểu đó, bí tiểu là do nhân sơ thì giải quyết cục nhân sơ, giải phóng nó ra là vấn đề tiểu tiện mình đã giải quyết. Hoặc là cái táo bón không đi cầu được, nhân sơ nó đè ép lên cái đường đi cầu của mình thì phải giải quyết cục nhân sơ nó ra. Hoặc là nhân sơ nó làm cho mình bị rong kinh, rong huyết kéo dài, thiếu máu nặng thì phải giải quyết cục nhân sơ trước. Như vậy đặt vấn đề lại là mình u sơ mình uống thuốc có sao không, như vậy. Hoặc là phải đi, nếu mà trường hợp mà mình không có mổ nhanh được thì có thể là uống thuốc để điều trị triệu chứng một thời gian ngắn thôi, chứ mình không thể nào uống thuốc để điều trị cục nhân sơ đã có biến chứng được. Chị đã nắm lại cái này ha, và bác thông tin lại như là khi mà u sơ mình có nhân sơ có biến chứng rồi thì mình nên đến bác sĩ chuyên khoa khám tư vấn kỹ, chọn phương pháp giải quyết của u sơ. Ha, có thể là mổ hở hoặc là mổ nội soi, tùy theo kích thước vị trí nhân sơ của mình. Cảm ơn câu hỏi của chị. Dạ, thì tiếp theo thì là bác sĩ Bích ơi, bác sĩ Bích có thể chia sẻ là các phương pháp mà chúng ta có thể phẫu thuật hiện nay tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng không ạ? Và một số lời khuyên từ bác sĩ có thể gửi đến các chị em phụ nữ đang theo dõi chương trình trong buổi tối ngày hôm nay là các lời khuyên về khi mà chúng ta bị mắc u sơ tử cung thì chúng ta phải làm như thế nào, hoặc là nếu như mà chưa bị mắc u sơ tử cung thì chúng ta nên phòng tránh và mình nên tầm soát như thế nào để hợp lý để có thể ngăn ngừa được bệnh lý này ạ? Cảm ơn câu hỏi của em. Mình sẽ có ba ý chính ha, là các phương pháp mổ tại Phương Châu Sóc Trăng như thế nào. Hiện tại tại Phương Châu Sóc Trăng mình có ba phương pháp để giải quyết cục nhân sơ cho quý chị ha. Có thể là mình mổ nội mổ hở, mổ hở bóc u sơ đơn giản thôi, giống như mình mổ bắt em bé vậy đó ha. Mổ ra rồi vô cho mình bóc cục nhân sơ ra, xong may ra. Đi ra xong rồi, đơn giản nha. Hoặc là có một cái phương pháp là mổ nội soi, mổ nội soi bóc u sơ. Và phương pháp thứ ba nữa là đốt bằng sóng cao tầng. Và dĩ nhiên là mỗi phương pháp nó sẽ phù hợp với một số mặt bệnh riêng. Ví dụ như nhân sơ của mình to quá trời, to rồi xong không thể nào mà đưa cái đèn vô được để mà mổ nội soi được, đưa vô nó tối thui, cái nhân sơ nó che hết trơn rồi. Khi đó chắc chắn là mình không có mổ nội soi được rồi. Nhân sơ to quá là không có mổ nội soi được. Thì bắt buộc mình phải chuyển sang mổ hở. Còn trường hợp mà nhân sơ của mình ở mức một độ vừa phải, mình có không gian để mà đưa cái đèn nội soi vào được ấy, và có không gian để phẫu thuật viên người ta thao tác, người ta mổ cho mình ấy, là có thể mổ nội soi.
Hoặc trường hợp là năng sơ của mình nó nằm trong lòng tử cung á, giống như nãy bác nói là cái lòng tử cung chỗ chứa em bé đó, nó mọc ở trong đó thì sao? Người ta không đi đường bụng mà người ta đi đường dưới, gọi là nội soi buồng. Ta vô người ta cắt đốt cái nhân sơ nó ra cho mình. Rồi một phương pháp mới nữa là phương pháp đốt bằng sóng cao tần. Sóng cao tần nó cũng giống như là sóng siêu âm của mình, nhưng mà nó năng lượng nó cao hơn, nó đủ để đốt cái mô đó luôn, làm cho mô đó không có phát triển thêm nữa. Tuy nhiên cái phương pháp này cũng khá là kén, tại vì nó vấn đề cái nhân sơ nó to quá thì cái sóng nó đốt không nổi, cho nên là một nhân sơ vừa phải thôi, người ta mới có thể áp dụng trên cái mình được, thì người ta sẽ có thể là đốt bằng sóng cao tần. Như vậy giải quyết nhân sơ hướng phẫu thuật là sẽ có ba cách, mổ hở, mổ nội soi. Nội soi là bao gồm nội soi đường bụng và đường dưới cửa mình á, và phương pháp là đốt sóng cao tần. Hiện tại tại Phương Châu Sóc Trăng mình á là có một cái trung tâm sản phụ khoa của tập đoàn, là quy tụ những quý chúng là theo bác nói là quý thầy cô lớn trong ngành sản phụ khoa, những cây đa cây đề không đấy, là sẽ giải quyết cho mình vấn đề nhân sơ. Cho nên là khi mà quý chị mà đang có một cục nhân sơ hoặc là gì đó mình khó giải quyết, hoặc là mình đang băn khoăn có nên phẫu thuật hay không, mình có không biết là nó có ác hay không, nó có sao hay không, thì nên đến gặp bác sĩ để bác sĩ sẽ khám kiểm tra và sẽ phân tích cho quý chị nắm là trường hợp nhân sơ của mình như thế nào, có nên phẫu thuật hay không, nên theo dõi bao lâu. Thứ hai nữa, quý chị có đang bị nhân sơ thì nên làm thế nào? Đầu tiên là đi khám đi, đi khám trước coi nó kích thước, yếu tố nguy cơ như thế nào, sắp tới mà nhân sơ đó nó có thể làm cho mình bị gì khác hay không, nên đi khám trước. Điều đầu tiên là phải đi khám trước nếu như mình có nhân sơ ha. Và thứ hai nữa là để bác sĩ tư vấn coi mình sẽ giải quyết cục nhân sơ này như thế nào. Nó phụ thuộc vào kích thước, vị trí, biến chứng, hoặc là trong thời gian tới mình sẽ cơ thể mình sẽ thay đổi như thế nào dưới cái cục nhân sơ này. Bác lấy một ví dụ, cục nhân sơ mình hiện tại là khoảng 7-8 phân đi, nó chưa tạo ra một biến chứng gì cho mình hết, nhưng hiện tại mình còn kinh nguyệt, mình không muốn mổ, mình trì hoãn, nhưng mà đến một thời điểm nào đó nhân sơ nó tạo ra biến chứng, mình lớn tuổi, năm mấy 60 tuổi mà nó có biến chứng thì sao? Mình phải đi mổ, mà khi đó sức khỏe mình đâu có đủ để vượt qua một cuộc mổ đâu. Lấy một ví dụ năm nay như vậy là mình phải tiên lượng được là cái khả năng nhân sơ của mình nó có xu hướng như thế nào, nó lớn nhanh hay không, để chọn một cái phương pháp điều trị phù hợp. Thứ hai nữa, mấy chị mà có những nhân sơ nhỏ đó mà mình tầm tuổi mình ở tầm giai đoạn tiền mãn kinh nữa đó, thì cũng đừng lo lắng gì hết nha. Khi mà mình mãn kinh thì sao, nội tiết của mình nó đâu có tăng cao như hồi còn trẻ nữa nha. Mà nhân sơ là mấy chị biết rồi đó, nó sẽ tăng, nó sẽ to thêm theo cái nội tiết của mình. Nội tiết mình cao thì nó sẽ đáp ứng lên, nó to thêm. Còn nếu như mà nội tiết của mình nó đã suy giảm thì sao, nó sẽ ở yên đó, và nó có thể nó sẽ có xu hướng là nó sẽ teo lại ha. Cho nên đừng lo lắng, nhân sơ nhỏ thì tái khám. Thường mấy chị nên đi tái khám là tầm khoảng 3-6 tháng một lần nha, tùy vào mức độ to nhanh hay chậm là của cục nhân sơ mình. Ví dụ như mấy chị đã từng đi tái khám định kỳ 6 tháng lần mà cục nhân sơ của mình nó to một mức độ nào đó vừa phải thôi, nó không to nhanh, thì chúng ta cứ giữ cái mức tái khám 6 tháng thôi. Còn nếu như mà mấy chị có nhân sơ to nhanh, rồi mới phát hiện 3-4 tháng nay thôi mà nó thấy nó to bự quá trời, đổi cái bụng lên luôn thì sao? Nên đi khám liền nha. Hoặc là mình sợ mổ thì cũng phải về ít nhất là 3 tháng, hoặc 1-3 tháng vẫn phải khám lại. Tại vì những nhân sơ mà nó mới to, mới phát hiện mà nó to nhanh như vậy là coi chừng có vấn đề gì khác kèm theo ha. Nên là khi mà mình đã có nhân sơ thì quan trọng phải tuân thủ lịch tái khám
để theo dõi kích thước biến chứng có thể gây ra trên cơ thể mình. Còn những chị em mà chưa có nhân sơ thì sao? Khám phụ khoa định kỳ thôi ha. Mình mọi mặc dù mình cơ thể mọi thứ bình thường hết, tôi khỏe lắm bác sĩ, tôi ăn uống bình thường, tôi không có bị gì hết trơn, bụng tôi không đau gì hết. Nhưng mà sức khỏe là của mình. Mình sức khỏe là của mình, chất lượng cuộc sống là của mình, của gia đình, của vợ, của chồng, của con, của người thân mình nữa. Ha. Và sự đặt vấn đề mình không có khám phụ khoa, mình không có khám sức khỏe định kỳ thì sao, đến một thời điểm nào đó mà phát hiện muộn rồi thì không chỉ riêng mình đâu, người thân của mình bị ảnh hưởng nữa ha. Cho nên chỉ cần đi khám phụ khoa định kỳ, giống như một cái phần bảo hiểm của mình đó, cứ cầm 6 tháng đi khám, bằng 6 tháng nào mặc dù mình bình thường cứ khám đi ha. Khám xong về ăn ngon ngủ ngon, bác sĩ ơi tôi khỏe rồi, chồng con mình có thời gian chăm sóc cho chồng con, mình không phải bận tâm cái chuyện mà bệnh mà mình không phát hiện được ha. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ rồi, thì quý vị khán giả thân mến, thì hiện nay tại Tập đoàn Y tế Phương Châu của chúng tôi thì đã triển khai Trung tâm Phụ khoa Phương Châu chăm sóc sức khỏe phụ nữ, phụ khoa chủ động cho người phụ nữ, với đội ngũ bác sĩ chuyên gia lành nghề hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề và có mặt trên hệ thống, toàn hệ thống là tại Cần Thơ, Sa Đéc và Sóc Trăng, với quy trình khám và điều trị theo chuẩn quốc tế GCI, với trang thiết bị hiện đại giúp tầm soát sớm các bệnh lý khối u tiềm ẩn. Đặc biệt là chúng tôi rất quan tâm đến sự riêng tư và tối ưu hóa các biện pháp bảo vệ để các chị em an tâm hơn trong quá trình chăm sóc sức khỏe. Nên quý vị khán giả là chúng ta đừng ngần ngại, hãy đến với Tập đoàn Y tế Phương Châu để có thể thăm khám và điều trị những bệnh lý phụ khoa. Và để tiếp theo chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì Thảo Ngân xin phép được đọc thêm một số câu hỏi được gửi về từ quý vị khán giả đến cho chương trình ạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên thì Thảo Ngân xin phép đọc một câu hỏi đến từ khách hàng tên là Kỳ. Thì khách hàng có câu hỏi như sau là: vợ tôi nay thường xuyên bị kinh nguyệt không đều, đôi khi kéo dài và cảm giác đau ngứa vùng kín, có dịch, có mùi hôi, màu lạ. Xin bác sĩ tư vấn đây có phải là triệu chứng u xơ tử cung không ạ? Dạ, em xin mời bác sĩ Bích chia sẻ đến quý vị khán giả. Ok. Cảm ơn câu hỏi của bạn Kỳ. Anh xã gương mẫu, luôn quan tâm đến sức khỏe của bà xã mình. Kinh nguyệt không đều. Kinh nguyệt mà nó có kèm ra khí hương ngứa hôi nữa. Như vậy anh có thể xem lại thời gian qua hai vợ chồng mình ngừa thai bằng cách nào, biện pháp ngừa thai có an toàn hay không, phải loại trừ trường hợp đó trước nha. Loại trừ trường hợp có thai trước, ví dụ như biện pháp ngừa thai mình không an toàn nha. Hoặc là các biện pháp ngừa thai khác chẳng hạn như là cấy que hoặc là uống thuốc mình không đều đó, thì có thể làm xuất hiện tình trạng kinh nguyệt không đều trước. Mình tự xem xét ở nhà như trước nha. Còn nếu như mà mọi thứ mình đã ok hết, mọi thứ bình thường, hiểu vậy đó, nhưng mà kinh nguyệt không đều, phải coi lại nha. Thời gian gần đây công việc của bà xã anh á có stress quá hay không, có thức khuya quá hay không, ăn uống nghỉ ngơi có được đảm bảo hay không, thời gian gần đây có uống các loại thực phẩm chức năng nào, kiểu như là nội tiết vậy á nha. Thì những vấn đề đó nó có thể làm cho nội tiết của bà xã thay đổi, và khi mà nội tiết bị ảnh hưởng thì sao, kinh nguyệt cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đó là những cái anh có thể tự kiểm tra được nha. Còn riêng về phía góc chuyên môn của bác sĩ, những kinh nguyệt không đều thì có thể liên quan tới, nhất là có thai trước, loại trừ trường hợp có thai trước nha. Thứ hai nữa là coi nội mạc tử cung mình có mỏng quá hay không, hoặc là có cục thịt dư hay là cái cục nhân sơ nào đó đó hay không. Khi đó bạn sẽ và bạn sẽ được bác sĩ siêu âm khám kiểm tra để tìm ra cái nguyên nhân mà làm cho kinh nguyệt của bà xã mình không đều. Đó là cái vấn đề của kinh nguyệt trước. Còn vấn đề thứ hai nữa là ra khí hương ngứa và hôi. Thì đây là bà xã anh là đã có thể là liên quan tới một cái bệnh lý phụ khoa
phụ khoa trong thai kỳ hay nhiễm khuẩn phụ khoa rồi nha. Mà có kèm theo trong kinh rong biếc nữa, kinh nguyệt mình ra kinh kéo dài đó, mình biết á, môi trường máu á, nó là một cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển. Bình thường á, là ở môi trường âm đạo của người phụ nữ á, ha, nó là một cái hệ sinh thái vi khuẩn nó cân bằng với nhau, bao gồm những vi khuẩn có lợi và có hại, tự nó cân bằng với nhau, nó tạo một cái hệ sinh thái vậy đó, ha. Nhưng mà dưới một tác động nào đó, cơ bản ở đây trường hợp của mình là có rong kinh kéo dài là sao, làm cho cái sự cân bằng của hệ sinh thái đó nó mất đi. Khi mất cân bằng như vậy á, thì những con vi khuẩn nó thừa cơ hội phát triển lên, thì nó làm cho mình, cho bà xã mình nó bị viêm nhiễm, ha, tạo ra khí hư, khí hư ngứa hôi, ha. Như vậy trường hợp của bà xã mình có hai cái vấn đề quan trọng cần phải giải quyết, đó là cái kinh nguyệt của mình không đều và viêm nhiễm phụ khoa, ha. Vậy trường hợp này chắc là anh nên khuyên bà xã ha, đi gặp bác sĩ để bác sĩ khám kiểm tra. Cảm ơn câu hỏi của em. Dạ rồi, tiếp theo thì có một câu hỏi nữa đến từ chị Thanh. Thì chị Thanh có câu hỏi như sau là em bị u sơ nhưng mấy ngày nay em bị đau bụng, làm em khó chịu, ăn không ngon miệng, kèm theo có lẽ là rong kinh. Những biểu hiện này chỉ mới xuất hiện gần đây, bác sĩ tư vấn giúp em là những cái biểu hiện này là có nguy hiểm không ạ? Dạ, xin kính mời bác sĩ Bích ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn Thanh. Chị mới phát hiện u sơ. Mới phát hiện u sơ, chị đau, chị rong kinh và chị có rồi. Chị mới phát hiện gần đây. Nó không đồng nghĩa với việc là cái nhân sơ nó mới xuất hiện. Ha. Thì giống nãy với bác nói đó, là nhân sơ thường là nó diễn tiến âm thầm, ít khi nào mình biết ngay cái thời điểm nó xuất hiện lắm. Chỉ khi nào mà nó có triệu chứng làm cho mình khó chịu gì đó đó, mình mới đi khám thì mình mới thấy cục nhân sơ, chứ thực ra nó có từ trước đó rồi. Nhưng mà nó gây cho chị hai triệu chứng là chị đau và ra máu kéo dài trong kinh á. Như vậy thì nó có sao không? Phải có sao chứ ha. Chị đau nè, chị rong kinh nữa. Những hai vấn đề đó chị có thể giải quyết tạm thời được vấn đề đau. Mua thuốc uống hoặc là đi khám bác sĩ có thể kê toa cho mình uống tạm thời được, mua thuốc cầm máu được. Nhưng mà vấn đề cứ lặp đi lặp lại thường xuyên ấy, thì nó sẽ làm cho chị bị ảnh hưởng. Chị là người trực tiếp bị ảnh hưởng nhiều nhất, giảm chất lượng cuộc sống. Đau, mình khi mà mình đau như vậy thì ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hai, nó rong kinh kéo dài. Rong kinh kéo dài thì nó sẽ làm cho chị mất máu. Máu mình có nhiêu đâu ha, mà cứ ra rỉ rả gì đó. Hình dung cái một cái chai nước 3 lít đi, mình có một cái chấm nhỏ nó cứ rình gì đó, từ sáng tới chiều nó cũng chảy trơn nè. Mặc dù cơ thể mình có cái chế bù trừ nhưng mà rong kinh kéo dài là không tốt, chị sẽ bị mất máu nhiều, mất máu nặng nhiều, đôi khi là chị phải truyền máu, đôi khi là ảnh hưởng tới tính mạng nha. Mất máu không tốt. Và một cái khía cạnh về hạnh phúc của gia đình nữa, chị mà rong kinh như vậy thì chuyện vợ chồng thì tính sao? Phải coi lại nha. Như vậy nếu như đau và rong kinh này do cục nhân sơ này gây ra thì chị phải đến gặp bác sĩ giải quyết ngay, không trì hoãn nha. Sắp xếp thời gian công việc đến gặp bác sĩ để được bác sĩ tư vấn nhân sơ như thế nào, nằm ở đâu và mình giải quyết như thế nào. Cảm ơn câu hỏi của chị. Quý vị khán giả thân mến, vậy thì câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng trong phần trả lời câu hỏi trong chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Thì là rất nhiều những câu hỏi gửi về cho chương trình của chúng tôi. Thì tuy nhiên là do chương trình có giới hạn nên những câu hỏi mà chúng tôi chưa có giải đáp trong buổi tối ngày hôm nay thì ban tổ chức sẽ tổng hợp lại và sẽ phản hồi đến cho quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất. Vậy thì ngay sau đây để kết thúc chương trình trong buổi tối ngày hôm nay thì Thảo Ngân xin phép được kính mời bác sĩ Bích sẽ nhấn mạnh lại những cái lưu ý quan trọng trong chủ đề lần này và sẽ có đôi lời nhắn nhủ gửi đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Thảo Ngân xin kính mời bác. Cảm ơn MC. Và chủ đề ngày hôm nay
thì bác muốn gửi lời đến quý chị nha. Nhất á, khi mình có một triệu chứng nào đó nhẹ hoặc thoáng qua thôi, hoặc là mọi thứ bình thường, ít phải nên đi khám kiểm tra ha. Đừng chủ quan ha. Vẫn nhắc lại thôi, sức khỏe là của mình, hạnh phúc là của mình, của chồng, của con, của người thân. Sức khỏe là mình phải giải quyết được ha. Nên đi khám phụ khoa định kỳ 3 tới 6 tháng, đi khám phụ khoa định kỳ thôi, mặc dù mọi thứ bình thường. Còn nếu như mình có u sơ hoặc là có một vấn đề nào khác sản phụ khoa, biệt là phụ khoa ha, quý chị nên đến gặp đến các trung tâm phụ khoa để được khám kiểm tra ha. Cảm ơn quý chị. Một lần nữa thì cảm ơn, xin phép được thay mặt cho ban tổ chức chương trình là xin cảm ơn bác sĩ Bích đã dành thời gian quý báu của mình trong buổi tối ngày hôm nay đến đây để chia sẻ những thông tin rất là hữu ích đến cho Thảo Ngân và cũng như là quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Cảm ơn em Ngân. Và Thảo Ngân cũng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi và tương tác cùng chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, cũng như là gửi về cho chương trình vô cùng những câu hỏi rất là thú vị. Hy vọng thì là chủ đề lần này sẽ mang đến cho quý vị khán giả của chúng ta có thêm được nhiều những kỹ năng và kiến thức để có thể chăm sóc sức khỏe mình một cách tốt nhất ạ. Là kính chúc quý vị khán giả có một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình của mình ạ. Chương trình đến đây xin được phép kết thúc. Xin cảm ơn và xin trân trọng kính chào.